Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng muốn chộp cơ hội tranh giành ghế Tổng Bí thư, Phúc Chính Huệ thêm đối thủ mới. Tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, nội dung là triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 bàn về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, viết tắt là nghị quyết số 08. Trong hội nghị này, ông Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì, nhưng ông Phạm Minh Chính là người đóng vai trò chỉ đạo triển khai nghị quyết. Cứ mỗi lần ông Tổng Bí thư vắng mặt thì các ông trong tam trụ tranh nhau thay thế vai trò như là sự khẳng định sức mạnh của bản thân. Người thay thế vai trò ông Tổng được xem là người có triển vọng nhất và ông Phạm Minh Chính là gần như chiếm diễn đàn hội nghị, làm cho người chủ trì là ông Phan Văn Giang khá lu mờ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Đặc biệt đến dự hội nghị không có mặt ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mà giả sử như ông Phúc có đến thì ông cũng chỉ là vai trò phụ. Bộ Quốc phòng trên danh nghĩa là một bộ của chính phủ, nhưng thực chất nó nằm trong tay ông Tổng Bí thư với chức là Bí thư Quân ủy Trung ương. Việc ông Phạm Minh Chính chiếm diễn đàn Quân ủy Trung ương xem như là một thành công đối với ông. Việc giữ quyền ảnh hưởng đến Bộ Quốc phòng là cực kỳ cần thiết. Không hiểu sao ông Trọng lại vắng mặt tại kỳ họp hội nghị lần này. Có ý kiến cho rằng việc ông Trọng vắng mặt thì đã có cấp phó của ông Trọng là Võ Văn Thưởng thay mặt. Tuy nhiên ông Thưởng có mặt nhưng ông Thưởng không thể thay thế ông Trọng chủ trì Quân ủy Trung ương được, bởi ông Võ Văn Thưởng chỉ là Phó Tổng Bí thư, tức là người thứ hai thay thế ông Trọng nếu ông Trọng vắng mặt, chứ không phải là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Nếu có ông Trọng thì ông Phạm Minh Chính không thể chiếm diễn đàn được. Đó là sự khác biệt khi có mặt ông Trọng và ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng không thuộc tứ trụ, tuy nhiên ông Thưởng là nhân vật trong nhóm lãnh đạo chủ chốt, nghĩa là ông Võ Văn Thưởng đứng liền sau nhóm tứ trụ. Hiện tại ông Thưởng còn rất trẻ và đang là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa và đang là Thường trực Ban Bí thư. Ông Thưởng cũng là một trong các ứng cử viên cho vị trí Tổng Bí thư, chứ ông Thưởng không thể đứng ngoài cuộc đua này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Tam trụ bao gồm Chính, Phúc, Huệ là cuộc đua tam mã. Tuy nhiên theo sau tam mã là chú ngựa ô Võ Văn Thưởng. Đây là một ẩn số. Về thâm niên ở Bộ Chính trị, ông Thưởng có đủ. Về tuổi thì ông Thưởng cũng có đủ. Tuy nhiên điều đang nói là ông Võ Văn Thưởng đang là người miền Nam. Mà trong đại hội lần thứ 13 vừa qua, phe miền Bắc đã đánh cho tan tác phe miền Nam, làm cho cả miền Nam không còn một bóng nào trong tứ trụ cả. Tuy ông Thưởng là người miền Nam nhưng ông Trọng vẫn có một mức độ ưu ái rất rõ ràng. Ông Nguyễn Phú Trọng từng đưa ra tiêu chuẩn cho vị trí Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận. Như vậy về tiêu chuẩn vùng miền Bắc thì ông Võ Văn Thưởng không đạt yêu cầu đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù ông Trọng có ưu ái đi chăng nữa. Việc ông Trọng triệt hạ sát ván phe miền Nam là một thực tế. Và người dân Việt Nam cũng đã biết điều này, thậm chí trước cả đại hội đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, việc ưu ái cho Võ Văn Thưởng là một trường hợp khó hiểu nên nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng ông Trọng có phá lệ, người miền Bắc có lý luận hay không thì không biết. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng tham gia cuộc họp trong Quân ủy Trung ương thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người khó lường. Ông hứa nhưng nuốt lời hứa rất nhiều lần. Và việc ông đặt ra tiêu chuẩn người miền Bắc có lý luận thì không có điều gì đảm bảo ông không xé bỏ nó mà ủng hộ Võ Văn Thưởng cho chiếc ghế của ông. Vì thế nên trường hợp của Võ Văn Thưởng là một ẩn số. Cũng có thể ông Tổng Bí thư sẽ bỏ Vương Đình Huệ mà ủng hộ Võ Văn Thưởng thì lúc đó e tam trụ phải lo vì nhân vật mới này mất. Đường còn dài, sẽ còn rất nhiều thay đổi. Chúng ta cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ nhìn mặt phong thánh sư tà, vì sao ông Đoàn Ngọc Hải lại làm từ thiện nhưng theo tà. Ông Đoàn Ngọc Hải vốn là một nhân vật rất nổi tiếng vì nhiều năm trước đây ông làm phó chủ tịch một quận trung tâm của thành phố lớn nhất đất nước. Có người nói rằng vị trí ông Hải còn béo hơn cả vị trí một quan đầu tỉnh của một tỉnh nghèo. Và quả thật, những ngày đầu ra quân dẹp vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, ông Đoàn Ngọc Hải đã đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng tỷ đồng
Lúc đó mạng xã hội đã đặt câu hỏi là tiền ở đâu ra mà ông Hải nhiều đến như vậy, chỉ một cái đồng hồ thôi đã giá trị hàng tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải đeo đồng hồ tiền tỷ. Sau này ông Đoàn Ngọc Hải không còn làm quan chức nữa, ông chỉ làm từ thiện và xây dựng hình ảnh rất thành công. Việc quyết định làm từ thiện không công, không cần lao động kiếm tiền cho thấy ông Đoàn Ngọc Hải có của ăn của để rất lớn mới làm được những chuyện như vậy. Tất nhiên, không thể lên án việc làm từ thiện mà chỉ phản ánh việc làm của ông Hải là không cần lao động để kiếm tiền, mà ông lao động để xây dựng hình ảnh thành người của công chúng, và ông đã rất thành công qua những đợt từ thiện liên tục tốn kém. Tiền của ông Hải có được là từ đảng mà ra, đảng cho ông phú quý bằng chức lãnh đạo quận lớn nhất Sài Gòn. Nhờ có đảng mà ông Hải mới có dư giả tiền bạc để rong ruổi khắp nơi, làm từ thiện xây dựng hình ảnh cho mình. Như vậy Đoàn Ngọc Hải có được hình ảnh lớn hôm nay cũng là từ cái gốc ơn đảng mà ra. Chính vì vậy ông Hải dường như rất sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, sùng bái tướng Giáp, và thậm chí ông bất cần phải trái bảo vệ những ai mà đảng của ông đã nặn ra. Người ta không biết ông Thích Thái Trúc Minh có phải là đảng viên hay không, vì chưa ai thấy thẻ đảng của ông sư thầy này. Tuy nhiên từ mối quen biết rất lớn của ông Thích Trúc Thái Minh, người biết là ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng, là người của đảng và đang làm kinh tế cho đảng, và những gì đảng đã làm thì ông Đoàn Ngọc Hải lại lao vào binh vực bất chấp. Mới đây trên các báo đã thông tin cho biết đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng đã được phân công đảm trách chức vụ là phó ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy là đã rõ ông Thích Trúc Thái Minh càng phạm tội càng được cất nhắc lên cao hơn nữa. Đây là cách phân bổ nhân sự rất đặc trưng của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn như vậy. Nó giống như vụ Đồng Tâm khi ông Tô Lâm xu quân bắn giết một cụ già sau đó được lên chức. Đây là hình ảnh Thích Thái Trúc Minh càng làm càng sai càng lên chức. Về mặt xã hội, ông Thích Thái Trúc Minh làm dân nghèo thêm vì họ phải mất thời gian và tiền bạc để cúng cho ông này. Tuy nhiên về mặt đảng, ông là người làm kinh tế rất giỏi. Hiện nay ông Trọng đang đốt lò rất dữ dội, nhiều quan chức tạm ngưng tham ô và việc kiếm ăn bây giờ tập trung vào những dự án mà họ có cổ phần miệng ở đây. Người làm từ thiện thực tâm thì họ sẽ tránh xa những con người làm điều gian tà. Việc lợi dụng sự mê muội của dân để trục lợi là làm nhiều người trở nên phát tán những điều gian dối. Rồi mặc dù ông sư trụ trì chùa Ba Vàng có khoác lên mình chiếc áo cà sa và làm ra cho vẻ có vẻ thánh thiện và thiện tâm thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không che đậy nổi con người. Con người là chánh hay tà phụ thuộc vào cái tâm của người đó, chứ không phụ thuộc vào cái dáng vẻ bề ngoài. Mà muốn nhìn vào tâm người đó thì nhìn vào chuỗi hành động của người đó đã làm từ trước đến nay như thế nào. Còn nếu nhìn bề ngoài để đánh giá một con người thì chỉ có thể là người đó nông cạn, hoặc người đó từ chối nhìn vào tâm để đánh giá, tạo ra một vẻ thiện tâm giả tạo. Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm từ thiện rất mạnh, nhưng ông một mực bênh vực người của đảng. Ông dù là người đó có làm điều gian tà đi nữa thì ông vẫn cố tình che đậy. Như vậy về hành động làm từ thiện của ông Hải cũng cần phải đặt dấu hỏi về động cơ của ông ta. Xã hội Việt Nam đang tràn đầy tệ nạn mê tín, dị đoan và lừa đảo. Người có công chúng mà bao che, tiếp tay cho tệ nạn lừa đảo thì cần phải lên án để trong sạch xã hội.